Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu một sản phẩm, đây là mạch LED. Mạch này sử dụng trực tiếp nguồn 220V và công suất của nó là max 50W. Thì bây giờ mình sẽ test độ sáng của nó. Đây, mình cần một đế tản nhiệt và một ít keo. Ít keo tản nhiệt. Cái này mà các bạn muốn sử dụng lâu dài thì cần phải chọn các cái phương thức tản nhiệt tốt hơn cho nó. Ở đây mình test thử nên là mình sử dụng tấm nhôm này thôi. Mình tiến hành hàn dây rồi. Lấy tạm băng dính này. Cố định cho chắc vào. Sau khi hàn dây và cố định cái này đây thì các bạn lưu ý là đây là sử dụng nguồn 220V, nguồn điện các hộ gia đình vẫn thường sử dụng ấy. Thì các bạn chú ý an toàn về điện nhé. Bây giờ mình sẽ thử cái độ sáng của nó. Cứ cắm cho nó thử nó chạy nữa. Bây giờ mình sẽ cắm điện nhá, 220V này. Đây. Hiện tại là mình đang bật điện. Rất là sáng. Các bạn lưu ý là không nên để cái bóng đèn này chiếu trực tiếp vào mắt, nó sẽ làm ảnh hưởng đến thị giác của mọi người. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem. Xin chào các bạn.